Những câu chuyện về đức tính tốt. Câu chuyện hổ con thật giỏi. Tu tu xình xịch. Đoàn tàu nhỏ trong rừng đến rồi kìa. Tu. Đoàn tàu hiếu hú dài một tiếng, gọi mọi người lên tàu. Hổ con vui vẻ nhảy lên tàu, chuẩn bị đi du lịch. Lúc đó, bà Sơn Dương chống gậy bước đến. Bà Sơn Dương ơi, cháu mời bà ngồi. Hổ con vội vàng nhường chỗ cho bà. Xin lỗi bạn nhé, hổ con không cẩn thận dẫm chân của hươu con. Không sao đâu mà, hươu con nói. Bác hươu cầm túi bước lên xe, hổ con vội vàng chạy lại giúp. Mọi người đều nói, hổ con đúng là một cậu bé ngoan. Qua câu chuyện này, các bé cần phải học những đức tính gì của hổ con nhỉ? Biết giúp đỡ bà Sơn Dương này, biết giúp đỡ bác Hiếu này, và giúp đỡ rất nhiều bạn bè. Kim Movie tạm biệt các bé, mời các bé đăng ký kênh và ủng hộ anh Hoàng Thái nhé.